Tôi trân trọng kính mời anh Nguyễn Nhật Tiến để có đôi lời giới thiệu về vị khách danh dự của chương trình hôm nay. Cô Ludmila Chichok, xin mời anh. Cảm ơn em. Tôi là Nguyễn Nhật Tiến, tôi sinh sống ở Vicran từ năm 1975 và hầu như là nó đến tận bây giờ hôm nay. Hôm nay tôi được rất hân hạnh giới thiệu cô Ludmila Chichok, là một nhạc sĩ, một người biểu diễn dương cầm nổi tiếng của đất nước Vicran. Cô còn là giảng viên của Học viện Âm nhạc Vicran. Và ngoài ra, cô là một trong thời gian chiến tranh, cô và chồng cô. Cô và chồng cô là những tình nguyện viên mà rất là gọi là sung để mà giúp đỡ những người Ukraine trong cơn hoạn nạn. Cô đi biểu diễn khắp các thành phố làng mạc, rồi thu thập những trẻ con mồ côi, rồi giúp đỡ những người cơ nhỡ, rồi ông già bà già, những người mà ốm đau bệnh tật là cô giúp hết. Thế thì ngoài ra cô còn làm tác giả của một cái quan trọng nhất là cái Power of Art, tức là cái sức mạnh của nghệ thuật. Và một trong những cái điều mà cô mang đến hôm nay đấy là cái buổi biểu diễn của cô, và cũng hy vọng rằng là cái buổi biểu diễn của cô sẽ làm cho tất cả những người có mặt ở đây thích thú. Không, cái này không cần phải nữa.
Thank you.
Songs. These songs are very old. They are known in Ukraine since 16th and 17th century. They have different characters from heroic to even funny and ridiculous. While I am playing, you will watch on the screen some Ukrainian photographs made by Ukrainian photographer, ethnographer, Anna Semik.